Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Việt Nam Japan TV, kênh chuyên test và giới thiệu đến các bác những sản phẩm âm thanh đến từ thương hiệu của Nhật. Trước tiên vào video, các bác cho em xin một đăng ký kênh, một chia sẻ video hoặc một like video để giúp kênh em càng phát triển hơn. Kênh em càng phát triển thì các bác càng có nhiều sự lựa chọn hơn. Bởi vì nhiều các bác đã biết đến kênh của em thì các bác càng có nhiều sự lựa chọn hơn các bác nhé. Các bác là muốn đặt hàng, mua hàng thì cứ inbox Zalo, số Zalo em sẽ gắn ở trên màn hình video. Các bác nhập số Zalo thì nhập cả dấu cộng 81 giúp em. Các bác lưu ý nhập cả dấu cộng 81 bởi vì cả dấu cộng 81 là mã quốc gia ở Nhật các bác nhé. Trước mặt các bác là một con Delong PMA 890DG các bác nhé. Con này thì về với tình trạng đẹp xuất sắc. Đẹp xuất sắc, không một điểm trừ các bác nhé. Không một điểm trừ. Đây thì mặt trước, giao diện mặt trước thì các bác có thể nhìn thấy. Đây là các cái đây là phím cầu loa. Các bác có thể đánh cầu A hoặc cầu B hoặc cả cộng A và B các bác nhé. Đấy, Delong PMA. Các bác nhé. Delong PMA 890DG các bác nhé. Đấy, thì tiếp theo là cái cổng digital in selector digital selector các bác nhé. Đây là phần DAC này, CD này, và optical 1, optical 2. Đó, các bác có thể chỉnh ở đây. Các bác kết nối vào cổng CD thì các bác vẫn chuyển sang CD, và các kết nối vào digital thì các bác chuyển sang digital các bác nhé. Digital thì nó có hai cổng đồng vào, một là cổng optical, hai là cổng coaxial đồng trục các bác nhé. Coaxial đồng trục đó. Đây và cái mặt đằng trước là có cái khung mặt này là cái phần hiển thị của digital các bác nhé. Đấy, và tiếp theo là cái núm volume các bác nhé. Đó, volume rất lớn này. Và tiếp theo là nguồn núm nguồn và có chỉnh bass, treble và ba lăng các bác nhé. Select out selector các bác nhé. Và đây phần tép selector. Đó, các bác chỉnh tép 1 hoặc tép 2. Đó. Có đánh cả low led các bác nhé. Đó, có đánh cả low led này. Đó. Phần giao diện mặt trước thì có một số các cái phím chức năng để các bác chỉnh. Và tiếp theo là núm ba lăng các bác nhé. Đây ba lăng. Đó, ba lăng có thể chỉnh trái phải. Núm cầm rất đầm tay các bác nhé. Núm cầm thì rất đầm tay. Và con này thì digital optical là máy chạy class A các bác nhé. Đó. Có ghi là máy chạy class A đây này. Và hai bên hông em có thể quay cho các bác xem. Hai bên hông còn rất đẹp, không có tình trạng là bị chảy xước các bác nhé. Không có tình trạng chảy xước hay là bị cấn cạnh gì cả này các bác nhé. Đằng sau là cả có hai cổng optical này. Có hai cổng đầu vào là optical các bác nhé. Input này. Input là vào nhé các bác nhé. Input là vào. Đó. Đây cũng là vào này. Đấy các bác nhé. CD này. Của cổng này là cổng vào của CD. Đó, và phần này vào là của DAC các bác nhé. Đó. Và digital out này. Digital out thì có output này các bác nhé. Output là xuất ra các bác nhé. Đó, xuất ra. Và có thêm là cổng đây có thêm 3 cổng 3 rắc nguồn các bác nhé. Các bác có thể cắm CD vào hoặc là con giải mã riêng, con giải mã ngoài các bác nhé. Đây là mắc của nó, mắc cổng này là 250W và mắc của hai cổng này là 100W các bác nhé. Và đây có các cái cổng đầu vào các bác này. Đó. Các bác có thể nhìn thấy chân rắc vẫn còn sáng bóng các bác nhé. Follow này, CD. Con này cũng có chức năng chơi follow các bác nhé. Follow CD, analog input này. Analog input, CD tuner, AUX các bác nhé. Tép 1, tép 2. Số seri là 00350 các bác nhé. 00350. PMA 890DG các bác nhé. Hàng sản xuất tại Nihon là Nhật Bản, made in Japan các bác nhé. Hàng sản xuất tại made in Japan.
trở kháng của nó, nếu như các bác đánh một cầu A hoặc một cầu B thì trở kháng từ 6 đến 10 6 ôm các bác nhé. Còn các bác đánh cả hai cầu A và B. Này, các bác có đánh cả hai cầu A và B thì các bác chọn những cặp loa trở kháng từ 12 đến 16 ôm các bác nhé. Máy cho ra công suất là rất là lớn các bác nhé. Máy chạy mạch class A. Công suất của nó dưới chỉ kháng trở kháng 8 ôm. Những cặp loa trở kháng 8 ôm cho ra 110W trên một kênh, và những trở kháng những cặp loa 6 ôm cho ra 160W trên một kênh các bác nhé. Các bác có thể kết nối với TV xuống qua đường giải mã Optical 1 hoặc Optical 2. Đấy, tùy các bác. Và có nếu như các bác xuất âm thanh từ CD xuống thì các bác có thể qua cổng CD này cũng được. Xuất bây giờ thì thường những cái cặp những cái CD họ có xuất ra tín hiệu của tín hiệu digital out đấy, có cái loop có cái đồng trục này, cổng coaxial này các bác nhé. Máy về rất là đẹp nhé. Hai bên hông em có thể quay hai bên hông cho các bác xem. Hai bên hông đều rất là đẹp nhé. Không có vết xước nào cả. Mặt mũi cũng đều rất đẹp, không có vết xước. Đây là phần phay mặt phay nhôm xước nha các bác nhé. Mặt phay nhôm xước nó có hơi một ánh vàng gôn các bác nhé. Vàng gôn chứ không phải vàng chanh. Màu vàng gôn. Mặt trước, mặt trên này. Đó. Không có vết xước nào cả. Các bác nhé, những con ốc này em bao zin cho các bác luôn, hàng em bao zin bao chuẩn cho các bác luôn nhé. Hàng em bao zin nhé, những con ốc này còn đều zin nguyên bản, chưa có tình trạng tháo hay là dỡ các bác nhé. Những con ốc này em bao zin cho các bác luôn, máy chưa qua sửa chữa cho các bác nhé, máy còn nguyên zin chưa qua sửa chữa. Em báo giá về Việt Nam là 21 triệu. Các bác nào có nhu cầu thì inbox em nhé. Em báo giá luôn về Việt Nam là 21 triệu. Các bác nào có nhu cầu thì inbox em. Em cảm ơn tất cả mọi người. Giờ em sẽ quay ra test chất âm một chút để cho các bác thưởng thức các bác nhé. Em test chất âm thì em chỉ test nhạc không lời thôi. Các bác thông cảm. Bởi vì trên kênh YouTube họ đánh bản quyền nhạc có lời rất là gắt, nên là em chỉ test nhạc không lời các bác nhé.
em xin kết thúc video đây các bác nhé. Các bác yêu quý em thì cho em xin một đăng ký kênh, một chia sẻ video, một like video các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem theo dõi kênh, và các bác muốn đặt hàng thì cứ inbox qua Zalo, số Zalo em sẽ gắn ở bên màn hình video. Trên màn hình video thì các bác nhập số Zalo thì lưu ý giúp em nhập cả số cộng 81, bởi vì mã quốc gia ở Nhật là 81 cộng 81 các bác nhé.